Chào mừng các bác, đây là một chiếc đồng hồ FFR đến từ Pháp. Và FFR là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Có thể nói là nó chỉ sau Odo thôi. Và đây là một trong những cái chiếc FFR, nó thuộc cái phiên bản rất là đặc biệt và rất là cao cấp. Hơn nữa, đây cũng là một trong những cái chiếc nó thuộc cái mặt hàng sưu tầm, tức là gần như chưa qua sử dụng. Cho nên là cái độ mới của nó còn đạt rất là mới. Em có thể nói nó còn đạt độ mới lên đến 98%. Xuất sắc luôn. Bây giờ em sẽ soi từng góc cạnh để các bác nhìn. Đây. Ví dụ như ở đây ta có một cái phần mặt số nổi vàng, gần như không có một vết xước nào. Tất cả mọi thứ nó đều rất là đẹp và sang trọng. Từ số, viền, kim đến cái phần quả lắc. Quả lắc của nó rất là đẹp các bác nhé. Cái kính này người ta vẽ các cái hoa văn cũng rất là đẹp. Thùng thì gần như là không có bất cứ một cái vết xước nào. Các bác nhìn. Em có thể dùng từ đó là xuất sắc của xuất sắc. Nó rất là tinh tế. Và với cái thiết kế dáng hoài cổ như thế này thì nó sẽ rất là đẹp. Chạm trổ chìm này. Thủ công các bác nhé. Bên này có hình bông hoa. Đó, rất là tinh xảo. Gỗ sờ rất là sướng tay. Mịn. Rất là dày dặn các bác ạ. Này. Đó. Đây, ở góc này các bác nhìn cái mặt số nó rất là đẹp. Nó nổi lên một cái màu vàng cực kỳ là đẹp và sang trọng. Tất cả các cái vít chốt tường còn nguyên ở đây. Nó còn rất là mới, đẹp. Cây lên cót zin. Quả lắc rất là đẹp ở đây. Quả lắc hình xoáy các bác nhé. Xoáy hình tia. Nhìn mỗi góc nó sẽ là một cái tia khác nhau. Đây. Tất cả các cái vít chốt tường, bắt ốc còn. Cái thanh chống máy nó bằng inox nhá, nó còn chưa han gì này. Đây. Tám đầu gông còn rất là đẹp, đen. Các cái đầu vồ đầu ra cũng vậy, rất là tuyệt vời. Đó, các bác nhìn tổng quan này. Thậm chí ở đây ta còn một cái móc treo. Cái móc treo này nó cũng được làm bằng thép và nó còn chưa han gì luôn. Thì các bác biết được cái độ mới của nó như thế nào. Rất mới, rất đẹp. Và cực kỳ đáng để các bác sưu tầm treo trên nhà mình. Máy cũng vậy. Em test chuông để các bác nghe luôn. Vừa rồi là 4 giờ điểm, 4 tiếng chuông thông báo. Mời các bác ngắm các cái lỗ ổ cót, các bác thấy này. Tất cả các cái lỗ nó còn rất là sáng như thế này. Đó, cực kỳ đẹp. Rất hiếm gặp. Tất nhiên vang vọng luôn luôn kèm một cái phím bảo hành 2 năm để cho các bác yên tâm sở hữu. Tất cả mọi vấn đề bằng vang vọng sẽ lo. Tặng một cái lọ dầu chuyên dụng nhé. Đây ạ. Và với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam thì hộp hút ẩm này rất là cần thiết, cực kỳ cần thiết để bảo quản cái máy và cái thùng nó được bền và tốt hơn.
và trang bị thêm một cái thước thăng bằng để các bác treo đồng hồ cho nó cân. Tất cả những cái chi tiết nhỏ này đều làm nên một cái thú chơi đồng hồ rất là thú vị. Mời các bác ngắm lại thêm lần nữa. Đây, cực kỳ đẹp, cực kỳ là xuất sắc. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hãy bấm nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất từ Vang Vọng. Xin chào và hẹn gặp lại.